Tập 27. Không phải anh nói với chúng tôi là chúng tôi là lính đánh giật chắc sao? Chúng tôi mà thua thì đồng nghĩa với giả vào mặt của anh, phải không? Sao đây anh lừa chúng tôi à? Trò gì vậy? Hoàng Đại Bằng, có phải anh coi chúng tôi là quà gặp mặt đem tặng tiểu đoàn một không? Hay, chửi đi, chửi tiếp đi. Hoàng Đại Bằng, tôi cho anh biết, Tư Văn Bân này hôm nay sẽ chửi anh. Đồ vô lương tâm. Làm thinh luôn rồi. Mắc bẫy rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Sĩ quan trưởng, Tư Văn Băng thận tính, không giống nổi tâm sự. Anh kệ cô ấy đi. Chúng tôi cảm thấy nếu anh muốn chúng tôi thôi chống trả thì chúng tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng anh phải ra hiệu cho chúng tôi với chứ. Chúng tôi có biết anh thực sự nghĩ gì đâu. Lỡ đâu anh chuẩn bị sẵn cho chúng tôi thắng thì sao? Nếu giờ mà chúng tôi bỏ cuộc thì anh lại xử chúng tôi mất. Chúng tôi tìm ai nói lý được đây? Tiểu đoàn trưởng, Quan Đại Bằng không thực sự. Cậu làm sao lên làm được đội đội trưởng vậy? Lời đầm bậy của đám lính mới mà cậu cũng tin? Sĩ đoàn trưởng, buổi diễn tập trước lữ đoàn trưởng để dò la ra sức chiến đấu thật của đại đội trinh sát mà bảo tham mưu trưởng giả làm đội ứng. Lần diễn tập này bảo có tiểu đoàn mình đối phó với một tiểu đội. Trước khi bắt đầu diễn tập mới cho Quan Đại Bằng tới, anh không lo lữ đoàn trưởng bộ cũ soạn lại sao? Anh xem, khu vực số 5 là trận hình, túi thiên nhiên, địa hình cực bất lợi cho địch. Chúng ta không bố trí binh lực ở khu vực số 5 nếu đội tiểu báo phá vòng dây chúng ta chẳng có binh lực để chặn đánh. Đại đội 2, đại đội 3, mỗi đại đội đều cho tôi một trung đội. Đến khu vực số 4 là cho Hoàng Đại Bằng mau chóng kết thúc cuộc chiến. Tên gốc Hoàng Đại Bằng thiếu sự kiên định, cuối cùng đã cắn câu rồi. Đội tiểu báo gặp nguy hiểm phải không? Không phải. Kế hoạch của Lương Dĩnh Quân đã thành công. Tên gốc Hoàng Đại Bằng giờ cái nết châm lửa phát là bùng lên ngay. Đội trưởng Tiêu, anh là đội trưởng đội tiểu báo, không phải đội trưởng đội đột kích. Tích Trị Duyên, Hoàng Đại Bằng không phải lính của đại đội trinh sát mình sao? Vậy đội tiểu báo không phải sao? Thứ 11 dân bắn. Chạy rồi, đừng đuổi theo.
Để ý dưới chân, kẻ địch chế lựu đạn cầm tay thành bình dướng nổ. Im đi, đảm bảo đừng đuổi theo mà không nghe. Ngỡm rồi đấy, tự ra tập hợp đi. Đội trưởng, có địa lôi cảnh giới yểm trợ. Quan Đại Băng, con chó ngao Tây Tạng, đừng có nằm đó nữa, tới đây đi. Chán sống rồi. Đây, đừng có bắt bẫy. Cậu ta muốn chúng ta vào khu mai phục. Các tổ báo cáo tình hình. Tổ 1 đón địch. Tổ 3 truy kích. Tổ 7 bị mai phục, xin chi viện. Các tổ mau chóng kết thúc cuộc chiến, rút khỏi rừng. Đội trưởng, sao mình phải rút? Đáng lẽ chúng ta không nên vào. Là tôi sốc nổi, mắc bẫy đội tiểu báo. Họ sẽ chia ra phá vòng vây nhanh thôi. Vậy anh em tổ 7 phải làm sao? Họ bị phục kích rồi. Mình có vào thì cũng sẽ bị phục kích. Rút. Trong rừng mà cũng dám quăng lựu đạn. Đó là bản lĩnh đúc kết do bị đánh. Bọn họ bỏ lựu đạn vào máy bắn lựu đạn, bắn thẳng lên tán cây cho nó nổ trong không trung. Trong bán kính sát thương không hề có góc chết. Xem thường bọn lính mới này rồi. Trong lúc huấn luyện đặc biệt, trong một ngày họ tử trận nhiều nhất là 10 lần. Bao nhiêu lần? Chắc phải đau đến người. Nên tôi mới nói là bản lĩnh đúc kết do bị đánh. Vết bầm trên người họ chưa bao giờ hết. Ta chiến riêng lẻ các cậu không phải đối thủ đâu. Rút. Kẻ địch phá vòng dây, đội đột kích sẽ chi viện. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, khu vực số 4, địa hình rộng rãi, ẩn nấp bất lợi. Đội tình báo chỉ có thể đi vào vùng núi khu vực số 6. Lệnh cho đại đội 2 phòng thủ khu vực số 6, điều binh lực một trung đội, cơ động tới khu vực số 5, chặn đội tình báo phá vòng dây. Rõ. Tay súng máy, mau đi. Thông tin viên, có. Bản đồ. Con đường nhỏ này là đường tắt để tới khu vực A. Bọn nhóc này định chạy. Báo đại đội 3, cử người mau tới khu vực 105, cố ngăn đội tiểu báo, diệt sạch họ. Rõ. Thank you.
bấm máy với tiểu đoàn chỉ huy. Rõ. Tiểu đoàn chỉ huy đại đội 3 gọi, nói tàn dư đội tình báo men theo đường nhỏ 105 thoát khỏi khu vực A. Thoát. Quan sát bằng mắt, họ đã chạy ra khỏi khu vực A. Đường nhỏ 105 ở đây. Đường nhỏ này nối thẳng tới thảo nguyên ngoài khu vực A. Vị trí chặn đánh của đại đội 3, đây cũng là đường duy nhất để vào khe núi khu vực A. Trên thảo nguyên không có gì che chắn, tiện cho chúng ta phát huy quả lực, bất tiện cho đội tình báo ẩn nấp. Xem ra đội tình báo thực sự chạy trốn. Lính mới đúng là lính mới, không có kinh nghiệm. Tôi thấy lữ đoàn trưởng đánh giá họ cao quá rồi. Không được chủ quan. Lệnh cho đại đội 2 điều binh lực một trung đội hỗ trợ đội đột kích dây quét tàn dư đội tình báo ở khu vực số 4. Đại đội 3 tiếp. Đội trưởng Quang, tôi nhận lệnh tới chi viện mọi người. Sao? Đại đội đột kích chỉ còn 2 người à? Đại đội trưởng, những người còn lại ở trong rừng. Hai chúng tôi đi ra, chuẩn bị phong tỏa lối ra. Đội tiểu báo mà mấy người cũng xử không xong. Họ chiếm địa hình có lợi. Địa hình có lợi. Tất cả nghe lệnh tôi. Tiểu đội 1 ở lại phong tỏa lối ra. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 lấy đơn vị tổ chiến đấu vào rừng dây quét. Các tổ mà phát hiện kẻ địch trong tầm mắt thì đừng đuổi theo, phải thật cẩn trọng. Từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của địch. Đại đội trưởng, anh bố trí như vậy không hợp lý. Rất dễ bị đội tiểu báo dây lại. Hơn nữa có người phá vòng dây rồi. Phá vòng dây. Kẻ địch phá vòng dây đã ra khỏi khu vực diễn tập rồi. Tất cả chú ý, đi theo tôi. Đi tâm đi đội trưởng. Binh lực chi viện là cả hai trung đội. Tôi không tin không diệt được mấy móng này. Tôi hiểu đội tiểu báo. Họ sẽ không dễ bỏ chạy. Trạm quan sát dừng được xin trả lời. Nghe. Trạm quan sát, lưu diễn quân giỏi leo núi, rất có dễ phá vòng dây từ phía cậu. Nếu mọi người phát hiện động tĩnh gì thì gọi pháo từ xa bắn ngay. Còn nữa, cứ mỗi 10 phút báo cáo tôi một lần. Rõ. Thi Dương, theo tôi. Đi đâu? Trạm quan sát. Đội trưởng, đừng nói là người, mà tới con khỉ nó cũng không trèo lên được. Cậu cũng lên đi. Khởi động. Mau đi. Đưa tôi đạn. Tôi yểm trợ. Rút trước đi. Đi đi. Liều với họ đi. Liều thôi. Bỏ súng xuống. Các người bị bắt rồi. Nghỉ được rồi. Chưa ai dạy chúng tôi cách làm tù binh. Lính trinh sát là tiên phong. Giết. Giết. Đây là sự kính trọng tiểu đoàn 1 dành cho mọi người.
Chào. Số 1, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 xin đối máy. Được. Số 1, chủ lực đội tiểu báo đã bị tiêu diệt hết. Binh lực tàn dư đã chạy thoát khỏi khu vực A. Xin ngừng diễn tập. Đánh giá kẻ địch là đúng trọng tâm nhất. Biểu hiện của đội tiểu báo trong cuộc diễn tập này, cậu phụ trách đánh giá đi. Rõ. Tôi cho rằng đội tiểu báo trong cuộc diễn tập này tuy bại mà vinh, đánh ra được khí thế, đánh ra được oai phong, đã hình thành sức chiến đấu, nhưng lại thiếu tố chất văn hóa của chiến sĩ, nhất là nói lời văn tục. Tố chất văn minh cần được nâng cao. Mọi người cho rằng đánh giá của Cao Phong thế nào? Báo cáo. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Nói ra ý kiến bất đồng. Đội tiểu báo không hề thất bại. Sao lại nói tuy bại mà vinh? Chính trị Duy Lâm, chủ lực đội tiểu báo đã bị tôi tiêu diệt. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, chờ anh xác nhận được đội tiểu báo thực sự bị tiêu diệt hết thì hẳn nói câu này. Chính trị Duy Lâm đã không chịu từ bỏ thì tôi hầu tới cùng. Tôi sẽ cho người đưa hết đội viên đội tiểu báo về cho cô. Mong là như vậy. Chuyện gì vậy? Chắc là xe của trạm cảnh giới quân xanh. Theo tôi. Đứng lên. Chào. Được rồi. Mọi người tứ trận cá rồi, không cần giữ phép lịch sự lễ nghĩa gì. Sĩ quan, chỉ huy điều động. Đội tuyển báo bị diệt sạch. Diễn tập kết thúc. Chúng tôi có thể đưa về chưa? Ý là sao? Trạm cảnh giới, báo cáo tình hình. Trạm cảnh giới, báo cáo tình hình cho tôi. 10 phút. Trạm cảnh giới, mỗi 10 phút sẽ báo cáo một lần. Vậy chúng ta bị phát hiện rồi. Tôi muốn để họ phát hiện. Tắt sóng vô tuyến. Dùng bắt đầu gửi tin nhắn. Xin cấp trên chi viện. Xin tiến hành trinh sát điện tử. Với điểm cao 4890, khu vực số 10, khe 155, điểm cao 5009, khu vực số 11, điểm cao 4890. Chính trị viên, cô không phải nhân viên diễn tập. Báo cáo số 1, đội tiểu báo xin chi viện kỹ thuật, xin cho tôi điều khiển hệ thống. Lưu Vĩnh Quân phải không? Và cả Châu Thụy Kỳ. Một tiểu đội huấn luyện tăng cường, Lưu Vĩnh Quân lại chi lính 3 đường. Có ý rất tự tin về sức chiến đấu của đội tiểu báo. Chính trị Duy Lâm có thể dùng hệ thống chỉ huy tự động. Vậy có thể vi phạm quy tắc diễn tập không? Tham mưu Phùng, đội tiểu báo là phân đội đặc chiến kỹ thuật số kiểu mới. Nếu tước đoạt quyền dùng trang bị kỹ thuật số của họ thì cuộc diễn tập này chẳng có ý nghĩa gì. Cô vốn là nhân viên chỉ huy hệ thống kỹ thuật trong diễn tập.
Hai người đó, đội đột kích gọi tiểu đoàn chỉ huy. Đội đột kích gọi tiểu đoàn chỉ huy. Đội trưởng, chúng tôi thử rồi, công suất điện đài cá nhân không đủ, không gọi được tiểu đoàn chỉ huy. Kim Tiên, giờ mấy cậu là thi thể, người chết có biết nói chuyện không? Tưởng là xác chết dùng vậy sao? Nằm xuống đi. Lý Thiệt Dương, dùng điện đài trên xe gọi tiểu đoàn chỉ huy. Báo cáo với tiểu đoàn chỉ huy, địch đã vượt qua vách núi, phá dòng dây. Xin hỏi đề cao cảnh giác và tìm kiếm điểm cao khống chế quanh đó. Rõ. Đại đội đột kích gọi tiểu đoàn chỉ huy. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, đại đội đột kích gửi tin nhắn, địch đã leo vách núi, phá dòng dây, bảo chúng ta đề cao cảnh giác đề phòng đội tiểu báo đánh lén. Đội tiểu báo chia làm 3 đường, 2 đường là đánh lạc hướng. Mục đích chủ yếu là để thu hút làm tiêu hao đội cơ động chủ lực của ta. Tôi cho rằng chỉ có đường leo vách núi mới là đội chủ lực của họ. Xem ra là bọn họ nhằm vào chúng ta. Tiểu đoàn trưởng, binh lực canh gác ở tiểu đoàn chỉ huy chỉ có một tiểu đội. Có điều binh lực gần đây về chi viện không? Hai đội yểm trợ đánh lạc hướng đã làm tiêu hao đội chủ lực của họ. Đường còn lại tôi nghĩ chỉ là nhóm nhỏ chiến đấu 3 người thôi. Có thách thật cũng không dám tấn công. Nhưng mà có khi nào là tấn công trên không không? Mệnh lệnh, phân đội phòng không phòng bị, các đại đội khởi động điện đài công suất lớn, lấy giả làm thực làm rối tầm mắt địch. Xóa. Sao quân xanh lại có 7 điện đài công suất lớn cùng hoạt động? Chứng tỏ Lương Diễn Quân đã bị lộ ý đồ. Gửi tin nhắn. Chính trị viên Lâm, cô chỉ được chi vì kỹ thuật, không thể đưa ra kiến nghị tham mưu. Không hay, ý đồ của tôi bị quân xanh phát hiện rồi. Giờ có 7 điện đài công suất lớn đang cùng hoạt động. Choáng luôn. Khe 155, điểm cao 4890, 5900 đều nhấp nháy hết. Nếu mà vậy thật thì mình đi đâu đây? Hỏi người chỉ huy, sau khi tôi xin chi viện, vị trí đầu tiên phát hiện điện đài công suất lớn sau khi xin chi viện. Tham mưu Phùng, tôi có thể trả lời không? Nhận được câu trả lời, khe 4155 là nơi đầu tiên phát hiện quy mô công suất lớn. Báo Tư Dân Bưng, bảo quản dẫn đội tấn công giả ở điểm cao 890, thu hút sự chú ý của quân xanh. Gửi xong xuất phát. Canh gác. Lão Tư, hết nước rồi sao? Hết lâu rồi. Cảm ơn. Tiểu Long, thôi cậu uống đi. Lão Tư, sao cậu nhìn tôi? Mã Xin, Mã Hâm, lấy bộ đàm bắt đầu điện tử ra. Tắt sóng vô tuyến im lặng. Không đúng. Làm vậy thì họ biết vị trí chúng ta còn gì? Tôi muốn họ biết vị trí chúng ta. Mau lên đi. Vậy mình gọi ai? Nói gì? Thì cứ nói chuyện với họ thôi. Nói gì? Thì cậu nghĩ cách cho họ biết tọa độ của mình. Tôi hiểu rồi. Vị trí của chúng tôi giả tấn công điểm cao 890. Đi.
Báo cáo, phát hiện vị trí liên lạc của địch. Đánh dấu vị trí. Rõ. Điều đoàn trưởng, xem ra kế hoạch của anh đã có hiệu quả. Đội tình báo chạy tới điểm cao 8-90 rồi. Có cần bảo đội đột kích qua không? Tàn dư đội tình báo đi rồi là về. Hình như là cố ý thu hút ánh mắt của chúng ta. Tôi nghĩ mục đích của họ chắc chắn là yểm trợ phân đội Lương Vĩnh Quân leo vách núi phá dòng dây kia. Ra lệnh, lính xung kích phía trước kẹp lại, tiêu diệt họ. Rõ. Là dây anten của điện đài cấp tiểu đoàn. Đồng chí Huy chắc chắn đang ở đây. Cậu yểm trợ, tôi lại gần trinh sát. Khoan đã, cậu nhìn hướng 12 giờ đi. Địch tới rồi, vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta lại gần trinh sát. Bắn. Không được, không được bắn. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta chuyển bài thành thắng. Không được lãng phí. Rút. Không ổn, phía dưới có người lên. Chúng ta bị bao vây rồi. Không được bắn, không được bắn. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thì có đổi với các chiến hữu tử trận và yểm trợ chúng ta. Còn không bắn là hết cơ hội. Đừng ồn, để tôi nghĩ xem. Châu Tuyệt Kỳ, gọi đồng chí Huy xin chi viện trên không. Mau lên. Quân xanh đang nghe lấy chúng ta, làm vậy là lộ cái chắc. Phải để lộ ra. Chỉ có vậy mới biết đây có phải đồng chí Huy thật không. Rõ. Đội tiểu báo gọi tổng hành dinh. Đội tiểu báo gọi tổng hành dinh. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, lại phát hiện tín hiệu sóng vô tuyến của địch. Đánh căn cứ chỉ huy tiền tuyến chưa tới 3 km. Vị trí ở hướng đông bắc. Hết. Đội tiểu báo đã phát hiện tiểu đoàn chỉ huy đang gọi chi viện. Ra lệnh, tiểu đoàn cảnh vệ tăng cường cảnh gác. Tiểu đoàn chỉ huy chuẩn bị di dời. Cơ hội cuối cùng bị phí phạm rồi. Đã lúc nào rồi anh còn cười? Chỉ trị viên đưa chị Quân luôn để sống vô đứa im lặng. Ý anh là Lưu Vĩnh Quân cố ý để bản thân bị lộ, để xác định vị trí địch. Cô để ý tin nhắn đi, sẽ có kết quả nhanh thôi. Quân địch cách mình 100 mét. Mong sao tôi chỉ trúng một viên đạn đánh dấu. Là tiểu đoàn trưởng phe địch, mà tìm đúng mục tiêu rồi. Gọi Phi Ưng. Mục tiêu khe 4155. Gọi Phi Ưng chi viện quả lực. Mục tiêu khe 4155 xe chỉ huy đầu tiên. Căn cứ gọi Phi Ưng. Căn cứ gọi Phi Ưng. Tôi là Phi Ưng. Tôi là Phi Ưng. Chi viện quả lực. Mục tiêu khe 4155 xe chỉ huy đầu tiên. Rõ. Mau. Bắn trúng rồi. Mục tiêu 2.
khu vực dốc phía đông tây. Địch chia thành 3 nhóm mục tiêu. Yếp trở. Được rồi, được rồi, mau dán giấy đi. Quang Đại Băng, gọi Phi Ưng, mục tiêu 3. Khu vực khe 1555 phía đông nam, tấn công. Lão Lương, cậu mau dịch kìa, mau dịch đi. Trúng rồi, đã trúng rồi. Trúng rồi. Cửa động. Báo cáo tiểu đội trưởng. Là tôi. Sao cậu tới đây? Phân đội nhỏ của tôi tử trận hết rồi, chỉ còn lại mình tôi. Tiểu đội trưởng, báo cáo số 1 qua kiểm tra xác nhận. Đội tiểu báo tấn công trên không có hiệu quả. Đội chỉ huy tiểu đoàn 1 đã bị tiêu diệt. Báo cáo xong xin chỉ thị. Được. Diễn tập kết thúc. Chọn lọc lại video và tư liệu hình ảnh, gửi xuống cho mọi người học tập thảo luận. Rõ. Mọi người thấy rồi đó. Sức chiến đấu của đội tiểu báo hình thành nên đã có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đề nghị chúng ta vỗ tay cho chiến thắng oanh liệt lần này. Đội tiểu báo, hay. Báo cáo lữ đoàn trưởng, có người phản ánh đội tiểu báo mời người chỉ đạo diễn tập ở ngoài có hành vi phạm quy. Tham mưu phụ thu thập chứng cứ ngay, quyết không khoan nhượng cho người phạm quy.
Các đồng chí, vì tôi chỉ huy sai lầm đã khiến rất nhiều đội viên hy sinh. Xích nửa giấy bận kinh dự đội tiểu báo ta. Tại đây tôi xin lỗi mọi người. Cậu chờ đã. Tiểu Long, cậu ta vừa nói gì? Cậu ấy nói xích nửa là giấy bận kinh dự đội tiểu báo. Xích giấy bận kinh dự đội tiểu báo. Nói vậy chúng ta thắng lợi rồi sao? Chắc thắng lợi rồi. Chúng ta thắng lợi rồi sao? Phải, tốt quá. Thắng lợi rồi. Đúng, chúng ta đã phá hủy đồn chỉ huy của địch, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Lính nuôi heo chết tiệt, vậy sao cậu cố làm ra vẻ, làm không khí nặng nề tới như vậy? Các anh em, đội tiểu báo mình thắng ngay trận đầu, giờ mình cần gì? Ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng. Tuy dân mừng chúng ta tuy thắng lợi, nhưng cậu nhìn xem, đội tiểu báo trận đầu thương vong quá nữa. Tất cả bây giờ mở tiệc ăn mừng. Thắng lợi muôn năm. Thắng lợi muôn năm. Thắng lợi muôn năm. Cựu lữ đoàn trưởng, cựu lữ đoàn trưởng, cựu lữ đoàn trưởng, đội chỉ quân dẫn đội phá hủy đội chỉ huy của quân xanh, tiêu diệt sạch nhân viên chỉ huy. Ba chỉ huy điều động thắng đội chỉ báo thắng lợi. Tình hình thương vong đội chỉ báo mất 2/3 quân số. Lương Vĩnh Quân phải chịu trách nhiệm vì việc này, phải nâng cao chiến thuật. Có điều giành thắng lợi trước lực lượng phòng thủ của một tiểu đoàn là điều rất đáng quý, rất đáng khen ngợi. Lương Vĩnh Quân là lính từ tiểu đội chăn nuôi ra, lần này dẫn dắt đội tiểu báo trận đầu đã thắng cũng là vinh quang của tiểu đội chăn nuôi. Mọi người vui mừng lắm, xin phép cho mở tiệc vinh quang. Chúng tôi định mở tiệc mừng cho Lương Vĩnh Quân. Được. Vệ quốc à, quân quân trận đầu đã thắng, không bôi nhọ đền nếp gia đình ta, chúng ta nên mừng cho nó. Lữ đoàn trưởng bảo hai người vào. Rõ. Làm sao đây? Chứ tự nhiên, chuyện này cô không biết, không liên quan tới cô. Tôi sẽ đi nói rõ tất cả. Anh nói gì? Tôi mới chính là chính trị viên của đội tiểu báo. Đội tiểu báo, tổng hành dinh gọi. Đội tiểu báo đây. Có người phản ảnh các cậu gian lận trong diễn tập. Đội tiểu báo khoan hãy về, ở yên chờ lệnh. Sao vậy? Đội trưởng ra lệnh chúng ta ở yên chờ lệnh. Chưa xong diễn tập sao? Kết thúc rồi. Vậy sao? Kết thúc rồi vẫn không cho chúng ta về. Cậu giấu tôi chuyện gì phải không? Lính đuôi heo còn phản ứng giùm một cái đi. Tôi hỏi cậu đó. Vừa rồi có người tố cáo, nói là chúng ta gian lận trong diễn tập. Cậu gian lận sao? Cậu lấy dinh dự của đội tiểu báo ra đùa sao? Tôi nói nè cậu, tôi không có gian lận. Tất cả chiến thuật đều do tự tôi đặt ra. Cậu đưa mọi người ở yên đây chờ lệnh. Cậu đi đâu vậy? Đi về trình bày rõ với cấp trên. Cậu đã nói đội trưởng bảo chúng ta y chờ lệnh mà. Anh ấy không cho tôi về là định gánh hết mọi chuyện. Chuyện liên quan dinh dự tập thể đội tiểu báo, tôi không thể đứng ngoài cuộc.